Video này dành cho các bạn ôn tủ trúng liệt năm nay buổi thứ nhất nhé. Các bạn thi trung học phổ thông quốc gia thì đừng bỏ qua video này của cô nhé. Video này cô lấy từ một sở của đề thi thử của tỉnh Tuyên Quang. Các bạn lưu ý ha. Câu số nhất: Sarah quit smoking 2 months ago. Sarah đã không hút thuốc lá cách đây 2 tháng. She had had for more than half of her life. Có nghĩa là cô ấy đã gì đấy ạ? Một cụm idiom cô ấy đã broke a habit. Nó tương tự giống cái việc đó là stop a bad or harmful habit. Đúng không ạ? Thì câu này có nghĩa là cô ấy đã từ bỏ cái thói quen xấu mà cô ấy đã mắc phải hơn cả nửa cuộc đời của mình. Được chưa? Rồi câu số 2 nhé. Chúng ta nhìn thấy là we finally finished the project. Thì cái này là thì